Muốn quay thẻ bắt đầu mình ấn enter trước này. Xong rồi nhập số tiền, ví dụ đây là 10.000 này. Đó, 10.000 này, ấn enter này. Nó yêu cầu là phải cho thẻ vào. Nó hiện lên thẻ tên, nó hiện lên tên thẻ thì ấn enter cái. Ra kết nối đây. Nó in ra này. Đó, tiếp tục ấn tiếp tục in tiếp này. Ấn tiếp tục in tiếp này. Rồi. In xong rồi rút cái thẻ ra. Thế là quẹt phần quẹt thẻ. Còn xong thì mình phải kết toán cái thẻ đấy thì ấn lên menu. Đấy, chọn số 1. Ấn enter. Chọn là 0000. Enter. Vừa mới lập 10.000, bây giờ mình tất toán 10.000 này, ấn enter cái. In ra một tờ 10.000 là xong. Đó, đây là quy trình này. Hoàn tất.